Cái bóng bè thì nó có những cái dầm nó đâm sang những cái cột này, nó đâm sang đây là những cái dầm này các bạn này, đâm sang và cái bóng bè sẽ được đổ hết cái mặt cái mặt đất của móng, chiếm trọn hết móng để gọi là bóng bè. Thì bóng bè này thì nó có hai lớp sắt các bạn này, đây nó có hai lớp sắt. Thì bóng bè này sẽ cái diện tích tiếp xúc nó rất lớn, nó cả cái móng này cơ. Thì cái bóng bè này nó sẽ phù hợp với cái nhà nào? Thứ nhất là nhà tôi nghĩ là 3 tầng, à, vẫn là cái nền đất phải cứng và đất phải được gia cường. Khi mà đất cứng ấy thì cái tải trọng ấy, ví dụ như là đây này, à, cái phần tải trọng của cái khẩu độ này nó sẽ tập trung đây. Ví dụ như là chúng ta để cái khẩu độ này lớn quá này, ví dụ cái này các bạn để 8 mét chẳng hạn, nó sẽ cái này nó rất lớn này, cái lực mà phân bố vào cột nó rất lớn, thì chúng ta lúc đấy chúng ta phải tính toán. Cái này chúng tôi chỉ những cái nhà 1 tầng 2 tầng này khẩu độ nó từ 5 mét đến 6 mét trở xuống được các bạn ạ.